Sắp tới công chúng yêu điện ảnh sẽ có thêm lý do để đến rạp với liên hoan phim mang tên CLEP lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức dành riêng cho những tài năng mới trong lĩnh vực làm phim điện ảnh, phim truyền hình và phim trên mạng Internet. Liên hoan phim lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 1 năm 2015 tại Hà Nội. Tuần lễ diễn ra liên hoan phim sẽ có nhiều buổi chiếu giới thiệu các thể loại phim riêng biệt. 7 thể loại đặc biệt tại liên hoan phim lần này bao gồm phim ngắn truyền hình nhiều tập, thể loại chương trình truyền hình kết nối giữa truyền hình thực tế và hư cấu, phim điện ảnh ngắn, nghệ thuật video, phim truyện dài đầu tay, nội dung trang web và phim dài nhiều tập. Liên hoan phim cũng là dịp để các nghệ sĩ và bạn trẻ yêu thích làm phim của Việt Nam và Pháp giao lưu, giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm với thông điệp về sự cởi mở và tính đa dạng trong thế giới nghe nhìn.